nữa nữa rồi tới đây không có được, thấy chưa? Thì như vậy là bà bị bao rồi. Bây giờ bà ơi, bà ở đâu tới? Ở Biên Hòa. Ở Biên Hòa bà bị sao vậy? Cái chỗ này, cái dây này nè, nó làm như nó chặt nè. Rồi đây dây gắn dưới bên đây thì nó chỗ này à, đó dưới qua đây ta. Rồi bây giờ lấy cái tay bà để đây nè, bà vuốt nó qua đây được không? Vuốt xuống hả? À. Được. Nhiều có đau không? Vuốt về thì nha, đỡ, không có đau. Rồi nắm bên đây giờ dớt mình nắm đôi tay bên đây ghéo rồi thử được. Cái được nhưng mà cũng hơi thốn. Nghe hơi thốn. À, ok rồi bà đứng dậy đi. Rồi bà đứng dậy rồi bà quay lưng ra ngoài như đây nè. Đó đó nè. Đấy. Rồi bà lấy cái tay này bà kéo lên, quay lên tay lên, đưa lên, đưa quay lên. Quay hẳn ra đây giúp em. Đưa lên hết ra. Đây. Đây nè, đó. Rồi đưa lên nữa. Mọi người đừng nhìn đây ha. Tới đây ha. Rồi bà bỏ tay này xuống rồi bà để tay này lên nữa nữa rồi tới đây không có được, thấy chưa? Thì như vậy là bà bị bao lâu rồi? Nay cũng gần cả năm rồi. Rồi bà ngồi đi đi, bà ngồi đi nghỉ chút xíu. Rồi bao nhiêu tuổi rồi? Nay được 79. 79 tuổi rồi. Khi mà bà bị đau vậy là ban đầu bị đau là do sao, bà có nhớ không? Không nhớ. Tự nhiên tôi thấy là có đau khó chịu vậy hả? Rồi như vậy là bà có đi điều trị đâu chưa? Đi cũng đủ chỗ hết. Đủ chỗ, thí dụ chỗ nào chẳng hạn? Đi xuống như ông thầy đi ở như Thủ Đức. Rồi. Rồi đi lên Tân Bình Dương. Rồi. Rồi có ông thầy nào ở lại cũng gần nhà nữa. Ờ, chăm cứu. Ờ, không có chăm. Chứ là cái gì? Cũng bóp. Bóp. À. Còn ông thầy ở trên Bình Dương thì ổng cũng sửa. À sửa. Nhưng mà ông thầy đó cũng sửa rồi đó, mình nghe nhẹ. Ừ. Nghe nó nhẹ bình thường vậy mà cái hồ xong về nhà nó cũng bị trở lại. À ok. À. Rồi. Bà này mới bị trật khớp vai. À. Thành ra là cái khi mà em học á, là đây là mẹ em phải không? Bà nội. À. Thì khi mà em học về đó em biết, em nhìn cái cách tôi làm á, rồi sau đó là em về em giúp cho bà, hiểu không? Em giúp cho bà để mà thỉnh thoảng cái em làm trở lại cho bà một lần thì bà sẽ ổn. Tại cái này phải làm cho nhiều lần, nhưng mà cái này nó đơn giản và nó không có gì khó hết, thì tôi sẽ hướng dẫn cho cái cách làm ha. Rồi bà đứng dậy đi. Rồi em qua đi thầy chỉ cho là. Rồi cái tay bà đau cái vai này, đặt cái vai này thì bây giờ mình sẽ trị bằng cái tay mình đứng ở đây nè, nắm ngay cốt nha, đặt nha, rồi làm đi thử coi, tay này lỏng ra đó, rồi bắt tiếp nghe rất nè, đó nghe rất nè, đó em nhìn nó đơn giản thôi, tìm chịu khó lên Facebook nha, tìm tôi hay đưa mấy cái này lên nè. Rồi bắt đầu là để cái cổ tay rồi gần đây nhìn nè, bây giờ rồi bắt đầu làm cái bà này bà vẽ cái ghế tay liền, rồi vẽ cái biểu vẽ rất là mới vũ, đứng qua đây đó, rồi nắm cái tay này nè, nắm như này nhìn này nha, nè đây nắm cái cổ tay ha. Đó, yeah. Mình phải giờ giữ như vậy để mấy đây gãy tay mà đứng gông. Nè, rồi nhìn coi làm tiếp nè. Thấy không? Mềm đó, mềm. Tay, mềm đó. Ôi mà, điệu lắm á. Nè, nhìn lại nè. Thấy chưa? Yeah. Thấy chưa? Cái tay đau rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Nghe cái cục chưa? Đó, thấy không? Kêu rắc 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 là mới hiệu quả được. Thấy không nè? Thấy không? Rồi. Tay đây. Rồi không sao em. À, rồi riêng á là khi mà cái đặt khớp vai á, mình rũ cái tay này nè, mọi người nhìn nha. Mình rũ cái tay này xong này là tay bà cũng đã ổn rồi. Nè. Rồi, bà quay lại đó, quay lại. Rồi, bây giờ bà dòng cái tay trở lên trở lại đi. Nữa. Mọi người thấy không? Bây giờ khác rồi nè. Thấy chưa? Nè.
Rồi bây giờ còn cái này á, thì ai cũng làm được. Nhìn nha. Rồi cái tay mình để lên này nè. Khi mà để cái tay bệnh nhân lên á, là cái tay mình để ngay cái cùi chỏ ở đây nè. Nhìn đây này nha. Nè, mình nắm hết đây này nè. Mình ép cái ngực này vô trong cái vai của bệnh nhân. Mình nắm, mình kéo nhẹ thôi. Đó, nghe cái cục không? Đó, thì mình nắm, mình ở đây là mình kéo lên thẳng lên cái. Mình để ra ngoài cái. Kéo cái không có gì. Kéo cái không có gì thì nó chỉ có chút xíu thôi. Nhưng mà riêng cái tay bệnh là cái tay này nó sẽ kêu lớn hơn. Nha. Rồi mọi người nhìn đây. À, tôi để cái tay lên ha. Rồi hai cái tay mình nắm nha, thấy kinh tế rõ không? Yeah. Ép sát cái ngực vô nè. Chưa đó, nó vô cái khúc lên rồi ha, thì cái khúc vai nó đã vô rồi. Nhưng chưa, mình phải thử thêm một cái nữa cho họ biết tay nè. Rồi nằm xuống, nằm xuống đây. Để cho chỉnh cái cột sống cổ lại à, thì bây giờ bạn ngước này lên đó. Rồi thì mình chỉnh cái này à, rồi em lên đây đi, em lên đi cho em bé lên đây à, thì khi mình chỉnh cái gối này, tại trên đây tôi sống cái gối này để cho mềm, để ngồi không có đau cho người bệnh. Rồi em ngồi lên, thì ngồi lên đó, mục đích của mình đó, là mình chỉnh giữ cho cái chân này không có bị tụt, thấy chưa à. Rồi còn cái cổ á, thì cái này á, là người nào mà có học lâu á, thì tôi hướng dẫn làm mới được, chứ đừng có về kéo cho là chết dài đằng nữa luôn. Rồi có cái câu chuyện xuống với ông phủ, ông ấy, ông Diêm Dương, con ông bị bệnh, cái kêu là ngu đầu mã dượng diện đến nhà đó, giờ là kiếm một con thầy nào mà nhà nào á mà lớn ông thầy đó mà gọi là gì, là ít có người chết nhất á, thì rước ông thầy xuống chữa cho con Diêm Dương. Cái lại gặp cái ông thầy đó, chỉ có ai đâu cũng chết nhiều, mà chỉ có nhà ông đó có một người chết thôi ha. Xuống cái Diêm Dương hỏi sao mày chữa hay vậy mà có người chết không, có mới chữa ngày đầu tiên. Ok, cho nên là cái cổ nắm vô ha. Thì khi mà mình sử dụng á, thì mình phủ tới đàng hoàng nhẹ thôi, giữ thôi ha. Giật một cái, mọi người thấy á, là cô này á, là gỗ ốm, cho nên giật một cái bà già cũng bị tụt, cho nên mình mới lựa người bự hơn, đáng ăn cho nó hoặc tiêm giúp nha. Rồi đó, rồi bạn ngồi dậy đi. Chứ vậy á, là bây giờ mình hỏi coi bà cái cảm giác bây giờ sao này, bà nghe sao này. Ôi rồi đó, đang ngủ. Bây giờ sao rồi, đỡ hơn ha. À, nhưng mà cái quan trọng là quay lưng như này, quay lưng ra sao đó, và quay nữa. Rồi rồi bây giờ bà hoàng cái tay lên này, nữa quay hết ở đây đi ạ. Đây, mọi người thấy khác không, đứng trên quay hẳn đi cho bà, quay hẳn đi. Rồi đây, rồi quay qua đây này, quay sát ở đó cho biểu diễn cho mọi người xem. Ok, thấy khác rồi ha. Rồi còn cái cuối cùng nữa là mình để chỉnh bà lại, vì bà thì bà ốm, nhỏ con dễ làm. Rồi nắm chặt cái này, nắm chặt ra. Thấy cái đây chặt như đó ha. Thì mình để cái tay vô cái đầu gối vậy nè. Thấy chưa? Mình nắm về kia biết không? Để cho nó giãn đầu gối ra, cái cổ ra. Thấy chưa? Rồi đứng đâu? Mềm đó. Thấy không? Ha. Rồi để yên này, lên đây chút. Đó, đây đang vô. Thì bà, tại vì bà ốm nhỏ con, ra mình lợi dụng cái này luôn. Bà kéo tay xuống chút xíu. Đó, vậy nè, thấy chưa? Nắm chặt ở đây, thấy không? Nè, nhìn thấy không? Đó, rồi, quay cho bà chơi cho đã. Thấy không? Thấy chưa? Ok, rồi quay ngược lại nữa. Đó, cho bà tập thể dục. Rồi cái nắm lên này, mọi người nhìn tôi để này nha. Nha, kéo lên nè. Mọi người nghe cái rắc nữa, thấy không? Nè. Bây giờ bà sướng lắm, bây giờ khỏi giận cũng sướng nữa. Giận trong cho phải. Ngồi xuống chưa? Bây giờ tôi giữ bà, giữ cho tôi nơi. Rồi bà lùi ra sao chút, lùi ra sao chút. Rồi tại vì á, là cái nguyên nhân nó là khi bị cái vai này cũng là một cái phần của cái cột sống cổ, cho nên mình nãy giờ mình giải quyết xong hết rồi. Bây giờ cái cuối cùng nữa, nhưng mà cái này mọi người đừng có làm nha, vì cái này là phải có cái học nha. Rồi mềm nè, đừng gồng. Đó, mọi người nghe cục không? Đó, nhưng mà ở đây người ta có cách rồi. Thấy chưa? Thật ra là mình không có quen, không có làm nó được. Đó,
cũng như cái này ta dặn cổ này, ta nắm cổ vậy ha mọi người. Nè, đây nè, úp. Thì bây giờ là bà rất là dễ chịu rồi, bà đứng dậy đi. Rồi bà coi cái cảm giác sao rồi, dặn tay dặn chân con nghe sao rồi. Chắc rủ con cháu làm mấy cái trò gương mặt nó thường xuyên sao. Đó, 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 dễ chịu chưa? Rồi, bây giờ thấy sao rồi? Bây giờ thấy nhẹ nhẹ rồi. Rồi, nhẹ rồi, ok, thôi, cảm ơn bà. Có chỗ lần nào nữa không ngại? Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.